Hello, xin chào cả nhà nha. Bữa nay hai chị em tiếp tục đi giăng lưới cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay hai chị em sẽ đi giăng lưới nha. Mình đi ra một cái sông này nó cũng hơi xa nhà chút xíu nha cả nhà. Đó, nhà người quen ở đây nè, mình mượn cái xuồng mình bơi đi. Đây cái xuồng này thấy cả nhà thấy lạ không? Cái xuồng gì đâu mà lắc cả nhà. Nhìn cái dập nó thấy thấy không muốn bơi dễ sợ luôn. Cá ngớp dữ lắm luôn nè, mà hai chị em giăng lưới thử đi. Coi có cá không, kiếm cá về nấu bữa cơm ăn cả nhà. Tại lưới bữa nay mình lưới thì hơi cũ. Bắt đầu thả lưới. Bữa nay chỉ có hai chị em thôi nha cả nhà. Hai tay nữa hả Giang? Sông này giống như bự hơn sông trong mình luôn trời. Sông này bự hơn sông trong mình luôn á. Chị thấy nước nhiều quá trời, bự cho bá luôn. Chị thấy có cá ngớp. Một tay lưới, cái tay lưới này ba mua cũng lâu rồi cả nhà, nhưng mà hai chị em cũng ít sử dụng. Cái một tay này nó dài nhiêu Giang? Tay này cũng bằng tay kia luôn. 40 mét, mình bữa nay mình giăng hai tay luôn nha cả nhà. Giang bữa nay dữ dằn. Nay mình chơi lớn luôn cả nhà. Không có phao luôn. Này không có phao kiểu này ghe ta chạy tới người ta không biết ủi luôn cái rồi mình bắt tay lưới luôn. Nhưng mà cái sông này chỉ thấy ít ghe tạo hơn trong sông mình á, nó nãy giờ đâu có ai chạy đâu. Tại cái này không qua mùa đó, vô mùa cũng có ghe nhiều lắm, ghe ta đi mua lúa. Cách một tay rồi nha. Nói vô luôn hả? Nói vô luôn. À, đúng rồi đó, chị thấy cưng nó vẫn cứ đi trên một đường thẳng à, còn cái xuồng kia bữa chị bơi mà ý bữa chị bơi mà khó ghê ha. Ờ, có người cầm lái mà cũng quay nữa, còn xuồng cũng không quay. Cái sông này không biết sâu không ha. Nếu vậy xong này chạy cá được. Xong này chạy cá là ok luôn đó. Bữa nào mình sẽ lưỡi rồi kìa. Cái lưỡi rồi kìa. Rồi hai chị em ngồi đi. Chính đi chơi. Rồi xong rồi cả nhà, Giang sẽ cố định cái đầu lưới này nha. Giờ Giang thăm lưới nha cả nhà. Lại gần con cá mới được. Nãy giờ hai chị em lên ngồi nghỉ thôi. Rồi rồi, có con cá, một cá sấu rồi. Gì? Cá sấu rồi. Mới gốc rồi hả? Lưới này dưới cái dạo nó hấp mà ngắn mà cũng hết à.
Miếng cá hả? Sợ nhất là vụ này. Khỏi tay quá. Mới vô là thấy gắt gối. Ôi, đừng con à. Ô phi, con cá đầu tiên. Mà giống như nó bị xỉu rồi nha. Sớm giờ lâu. Nắng quá. Ơi, còn kìa. Dậy một cá xỉu lắm mà. Múc miếng nước. Rồi. Em đầu tiên nha cả nhà. Ồ, con cá xong nó mập. Nó lù à. Vô, còn sống. Đã chị tưởng nó quéo quéo rồi. Sảy hả? Ôi, cái gùi lại một cục kìa, đổ khóc rồi. Cá là hay dữ ta. Đi chơi hết rồi vậy, không vô lưới mình đi chơi. Đi, đi chơi hết rồi. Vô máy lạnh ở hết rồi. Vô ngoài. Yeah. Rồi, rồi. Ôi, dính kìa, dính kìa. Dính thiệt nha. Cá gì kìa, cá mày dinh bắt nó đi để thôi nó chạy. Đâu được, chạy khỏi tay ra. Một em nữa cả nhà, cá mè dinh. Hai con rồi, tiếp tục. Dính rồi, dính dữ lắm, hai con luôn chị em ha. Dính hai con luôn rồi nè. Ăn cá lồng kiến. Hai. Hai. Hai cá lồng kiến bự cũng đỡ nè. Hai cá lồng kiến bự thì ghê luôn. Thấy ngớp quá trời mà Giang không dính hết chứ. Cả giờ cũng dính được hai con rồi đó. Năm con. À. Đây. Thấy rồi. Như con này nó muốn xỉu rồi. Thôi đừng giống như con nãy nha, nhớ bộ. Cái con phi nữa. Không. Mày ngọt kìa. Lâu quá mấy cá bị xê đê chứ. Ý lâu vậy mà còn dính nó xịu. Thâm liền làm gì có cá. Chỉ có văn lưới cá lồng tông rồi mới thâm liền. Rồi hết một tay. Thành tích được nhiêu rồi vậy ha? Ba con. Hai con cá rô phi với con cá mè dinh. Rồi. Nãy có chừa mấy cọng dây nào không? Nào
cá rô phi giờ thấy sông nào cũng có nha. Bữa mình giăng tay lưới kia cũng dính được hai cá rô phi. Đây đi chị, hay là mở đó luôn à, cũng được. Cái xuống nó quay vòng vòng rồi kìa. Tay thứ hai, bắt đầu tay thứ hai nha, giá dính nhiều nhiều cả nhà ơi. Chiều nay không có đủ cá. Tôi quen biết em chưa. Hát vụ cá rồi hả nha. Hát cho mấy con cá nó xỉu, nó chui vô lưới mình. Chiến thuật mới. Chiến thuật mới. Cái gì vậy? Tưởng cá không à? Cá ơi mày ở đâu? Cá ơi hãy dính đây. Nguyên khúc này không dính con cá luôn trời. Nãy chị thấy cá cũng ngớp lắm vậy ta. Không lẽ có mấy con nó ngớp dữ vậy. Hôm nay chiều nay nhà mình ăn cơm với ba con cá. Không lẽ như vậy sao? Cá. Đây đây, dính rồi cả nhà, dính con cá lóc kiến. Cá lóc kiến bé tí. Một con mẹ Vinh đó chị Hai ơi. Phải mẹ Vinh không à? Tôi kể thôi đi nha. Chứ con cá gì nữa? Chị sợ cá lâu kiến nữa. Ao. Sao con này cái vây nó đỏ đỏ? Thêm một em cá nữa. Con nữa kìa. Cái gì? Mẹ Vinh. Mẹ Vinh à. Khúc cuối này còn một khá. Này hai đứa bạn đi chơi chung hay gì nè. Hai đứa bạn đi chơi chung. Cá nó sần mình luôn. Cá này dở lắm. Cá này dính vô cái màng đó, nó ngấp không được, hầu lá tiêu. Với lại mình đem nó lên bờ. Tìm được con cá mẹ Vinh nữa rồi. Ê, chị phút cuối, hồi hộp không? Con du phi. Cá du phi bự chà bá lửa bành ghi luôn. Xạo. Còn cá du phi nữa. Dính chém mém hết lưu lưới luôn trời. Cuối cùng rồi còn nữa không? Rồi hết.
Thiệt không? Quá cay rồi. Giờ mình có cá rồi chị Hai. Đây, thành quả của mình nè cả nhà. Ba con cá rô phi nha, với ba con cá mì dinh. Rồi. Không có rau đi. Chị thấy vào bên kia có đám lục bình kìa nha. Qua bển hái mới ngó lục bình đi ha. Ok. Ừ. Thấy mới ngó lục bình đi. Chiều nay mình sẽ nấu, mình sẽ làm món với mấy con cá này. Xào cũng được. Đây. Hấp này mình ăn sống nó hơi này được hấp gì ha, xào cũng được. Ăn sống mình chấm mắm đó nha, chấm mắm này chấm cá kho vậy á. Đúng rồi, này chấm mắm ok luôn á. Đây mình ăn cái phần trắng nó nè nha. Chị chút chị không tin, chị ăn thử cái lá đi, ngon lắm luôn. Cứ ăn đi. Chị ăn đi, em để em ăn phần này, phần này không có ngon. Dạ, thương chị Hai ghê trời. Thương chị lắm, cái gì ngon nhường hết luôn còn. Mới cá cả nhà ơi, đang nhân lưới được nè. Đang làm sạch rồi. Rồi, còn đây là ngó lục bình. Chiều nay Hằng sẽ Giang sẽ nấu cá nấu giấm nha. Cá nấu giấm với lại ngó lục bình. Thì cũng giống như là nấu canh chua vậy đó, nhưng mà mình sẽ nấu bằng nước giấm. Giang sẽ bắt đầu thực hiện món ăn của mình. Bắt đầu thôi cả nhà ơi. Dạo này thời tiết nóng nực quá, chịu không nổi luôn. Chiều nay cá ít quá, chắc nấu canh chua xong lát nữa chị sẽ chiên thêm vài con khô cá lòng tâm của mình hôm bữa thôi. Ok. Đây là giấm nè cả nhà, giấm nhà mình nuôi. Nhà mình nuôi luôn. Mình cho giấm vô. Giấm nhiều đó ít không ta? Em không biết nữa. Họ nêm thử coi, còn chẳng chắc đâu thêm. Sôi lên cho mình thêm nước hay gì ha. Ừ. Giờ cho thêm nước vô. Sôi rồi. Cái món này nó cũng ngon. Có mấy cái tỏi vô nhìn ngon quá ha. Phi màu đẹp. Mình sẽ cho gia vị vô luôn. Miếng đường. Miếng bột ngọt. Một cục muối. Ăn cục muối thiệt trời. Một cục thiệt chứ bộ. Quậy lên. Sôi rồi kìa. Sôi rồi mình thả cá vô. Ba con cá rô phi với lại ba con cá mì dinh. Hai ba con cá rô phi, ba con cá mì dinh. Chúc mình chiên thêm khô hết nha. Chiên thêm mấy con cá khô cá lòng tông. Khô cá lòng tông đợt hổm hai chị em làm cái này.
chiều nay mình thưởng thức coi. Gió lùa ra ngoài quá trời. Ý là em ngồi đem che lại. Nó lửa đùng đùng lên cả nhà đó bụng lắm. Ngày nay hai chị em đi ăn lưới nắng quá trời nắng. Đã chín rồi Giang. Chín rồi chị Hai. Rồi cho lục bình vô. Lục bình, lục bình. Mấy cái ngó lục bình này ăn giòn ngon. Rồi đi chế cho cắt rau đi. Cái này nó cũng nhanh chín lắm nha cả nhà. Rồi bữa cơm chiều của mình đã sẵn sàng rồi nha cả nhà. Đây là cá sông, cá đồng mình nha. Nấu giấm với lại ngó lục bình. Ngon ghê luôn á. Rồi Hằng có chiên thêm một ít khô cá lòng tông hôm bữa hai chị em làm được. Hằng mời cả nhà ăn cơm chiều giúp hai cha con Hằng nha. Rồi mời ba ăn cơm, mời Giang cơm. Cơm chiều này dữ lắm, ngon à nha. Nghe cái hơi chua chua này là đói bụng rồi đó. Nấu canh chua bằng giấm, ngó lục bình đó mà. Ồ, mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm chiều. Nước này thử coi sao đây. Ba thử nước canh chua chứ. Nước giấm hả? Nước giấm. Nấu giấm. Ừ. Ngó cái ngó lục bình này mới căng nè. Căng là sao? Giòn sực sực luôn kìa trời. Đây. Sao à? Quá êm ơi. Thấy ý kiến của chị hay không? Vậy cá ba. Mấy cá sông này cũng béo dữ lắm, ba con mì dinh. Với lại mấy cá rô phi, còn con rô phi trong nồi nữa. Nguyên khúc luôn. Cái mè dinh cả nhà ơi, nhỏ mặc dù nó nhỏ chứ nó ngon lắm đó. Bể nồi cơm không ba? Chiều nay bể nồi cơm nữa không? Nồi cơm nó hết trơn. Rồi Giang thưởng thức luôn đi. Trời ba khoái cái vụ ngó lục bình này. Mời cả nhà rửa con cá mè dinh. Cá mày sao cũng béo ghê. Công nhận ngon ghê đó nha. Nấu hên. Nó giòn dữ ta. Con nói mà Giang không tin. Giang, Giang nó không tin. Ăn thử ngó lục bình đi Giang. Thấy rồi. Cái đám lục bình nó dữ tợn. Mời cả nhà dùng thử ngó lục bình nấu canh chua. Cái bông đó, mình kèm vô nó cũng đẹp nữa đó. Có phải có bông á ha, ngắt bông thêm. Nguyên đám không thấy cái bông nữa chứ. Lúc này nó dưa cho bông thì dọn ghê ta. Giờ con thấy bữa nay con với nhân lưới được ít cá đủ nấu canh chua à. Không có cá đồ mặn á. Cái con chiên thêm khô cá lòng tông rồi ba. Ô vậy đồ quý à. Cá nhiêu năng quý à. Cá sông mà, hên xui. Thử con khô rồi ba. Thử cá lòng tông coi Giang. Bữa giờ ba ăn chưa? Cái bữa là ba với Giang kéo lưới đó. Rồi về con với Giang làm tới giờ luôn á. Cơm ngon ha. Cái này uống bia là nhức nách luôn. Cô có lòng tông. Cái ngon cả nhà. Ăn đi, thưởng thức đi con. Thưởng thức liền mới được. Con cá này u dữ. Cái lâu nguội. Nè, dễ mềm mập phải không? Mềm mập mà. Mời cả nhà. Cá rô phi. Béo.
Không béo. Ta ăn mà bà biết béo luôn đó trời. Sao không trời? Chị hai mà không biết. Béo cực kỳ luôn cả nhà. Đã thì. Để ba nè, ba không tin nè, ba ăn thử ba mới biết nè. Cá bắt ngoài sông lúc nào nó cũng ngon hơn cá nuôi trong hầm. Em chào cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm chiều cả nhà ơi. Rồi cái mấy cái ngó lục bình này nhìn thấy thèm quá ba. Nhai còn đi dọn không à. Mời cả nhà nha. Đang phi tỏi rồi làm bài bản lắm ba. Thơm ha. Dĩ mấy món. Rồi. Phi tỏi rồi mình thử thơm. Nấu bánh chua tưởng tượng như mình đang ăn lẩu đi. Không có là giống như là dúng dắm á, nhưng mà mình để vô gì luôn mình khỏi bắt bếp được. Dúng dắm nhà mình không nhận nó chua ghê chứ. Nè, trắng con gì nè, hết biết không? Cái khúc cốc ấy. Giải nhiệt mùa hè. Dạ kìa. Ngon. Trời nóng nực gì con phải ăn canh chua ba. Canh vô đùi vô cho nó mát mẻ. Nó cua gậu. Con cá nó béo hơn hay tưởng tượng được luôn á. Nhỏ mà nó quậy thôi, không béo gì được. Thô cá lồng tâm. Mời cả nhà mấy con thô cá lồng tâm luôn nha. Mày không? Không, chưa ăn sao biết. Em thấy nó mặn này đó. Đói chấm, bây giờ chị đói chấm rồi. Ngâm ngâm vô nước canh chua nữa phải không? Quỷ à. Rồi nãy giờ anh ăn nữa rồi. Ngon quá. Mình chan canh chua mình ăn với khô ngon ghê cả. Đúng rồi. Cả thế này nữa. Thường thường thì mình ăn canh chua với cá kho tiêu rồi, mình không có mình chiên khô mà ăn. Mai muốn kiếm nữa về làm món khác ăn. Xào rồi cũng ngon đây. Luộc chấm cá kho rồi. Này ngon chứ. Vịt nhúng chao không biết nhúng ăn vô được không. Vịt nấu chao nhúng cái này nè. Để bữa nào mình thử. Chắc nó giòn dữ lắm đà. Nếu như là quỳnh này mà nhúng chắc nó giòn hơn cái này ha. Không, cái này hồi nãy là chị làm vậy nó mới giòn, biết sao không? Dạ. Chị đâu để cho nó chín lâu đâu. Cho lên cái là để nước đang cá đang sôi phải không? Để vô cái nhất. Nó héo qua là ăn không? Héo qua ăn giòn. Nó mới giòn. Trời. Cái món này hao cơm nữa rồi. Cho hết được cơm bữa rồi. Cảm ơn con bé nha. Thôi ba kéo qua vậy cũng được. Ừ. Cho nhanh. Thôi cũng chiều rồi, ba cha con hàng ăn cơm nha cả nhà. Hằng xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào cái clip sau nha. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Quá trời món này ngon nha.
ăn hết rồi. Cơm luôn mới chịu đó nha. Cầm nhận nhai cái này cặp vô. Ngon một mình.